Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 22 tháng 7 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 270 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Trong đó có 580 máy bay không người lái Phoenix Ghost, hay còn gọi là bóng ma Phượng Hoàng. Hồi tháng 4, người phát ngôn ngũ giác đài John Kirby cho biết Phoenix Ghost là đạn tuần kích, là vũ khí hoàn toàn mới được phát triển trong thời gian ngắn nhằm đáp ứng yêu cầu quân sự riêng của Ukraine vào thời điểm Kiev đang cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công mới của Nga tại vùng Donbass. Một số ý kiến cho rằng bóng ma Phượng Hoàng có thể trở thành một trong những loại vũ khí góp phần xoay chuyển cục diện xung đột ở Ukraine. Đặc biệt nếu chúng được trang bị thêm các cảm biến cho phép máy bay dễ dàng hoạt động trong điều kiện ban đêm. Mặc dù có rất ít thông tin về loại đạn tuần kích bóng ma Phượng Hoàng, nhưng cũng rất đáng để suy ngẫm tại sao một loại UAV hoàn toàn mới này lại được chuyển cho Ukraine với số lượng lớn. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi khám phá uy lực của UAV bóng ma Phượng Hoàng. Máy bay không người lái Phoenix Ghost, phiên bản nâng cấp của Squid Blade do Aero Environment phát triển cho mục đích dò thám và tấn công cảm tử khi cần thiết. Công ty này đã từ chối thông tin về việc phát triển và thiết kế của máy bay. Theo lời ông Kirby, Phoenix Ghost có thiết kế tương tự máy bay không người lái cảm tử Squid Blade mà Washington đã cung cấp cho Ukraine. Phoenix Ghost có thể sử dụng cho mục đích trinh sát và phá hủy các mục tiêu giá trị cao. Một máy bay cảm tử phá hủy mục tiêu bằng cách lao vào mục tiêu và phát nổ. Với đặc điểm này, nó được coi là một loại vũ khí chiến thuật. Ông Kirby nói, chúng được thiết kế có khả năng trinh sát nhưng chủ yếu để tấn công các mục tiêu và sẽ tự động phát nổ khi va chạm, tương tự như máy bay không người lái Switchblade. Hiện có hai mẫu máy bay không người lái mang tên Switchblade là Switchblade 300 và Switchblade 600. Loại Switchblade 300 được sử dụng để tấn công chính xác các mục tiêu đơn giản trên mặt đất, trong khi chiếc Switchblade 600 được sử dụng để tiêu diệt các xe bọc thép hoặc xe tăng. Máy bay không người lái Switchblade có thể bay với tốc độ 101 km/h, bay liên tục trong 40 phút và cự ly hoạt động khoảng 80 km. Nó có gắn camera cung cấp cho người vận hành hình ảnh hiển thị mục tiêu của khu vực tác chiến và hoàn toàn có thể thay đổi mục tiêu giữa hành trình. Switchblade rất khó bị radar của đối phương phát hiện và có thể sử dụng để tấn công chính xác mục tiêu ở cách xa tới 11 km. Switchblade 600 được ví như một quả bom thông minh tự hành, có thể bay lòng vòng quanh mục tiêu chờ thời cơ tấn công. Phoenix Ghost có thể mang thiết kế như các loại thiết bị bay lên thẳng thương mại, có gắn camera để quay phim, thường được gọi là flycam. Giới chuyên gia quân sự từng cảnh báo về việc các loại thiết bị bay dân sự giá rẻ này được đưa vào sử dụng cho mục đích quân sự dễ dàng. Tướng Mỹ về hưu David Deptula, hiện là giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mid-Trend và là thành viên ban quản trị của AEVAX, nói với tờ Politico rằng bóng ma Phượng Hoàng là máy bay cảm tử hiệu quả trước các mục tiêu thiết giáp tầm trung trên mặt đất. Máy bay có thể bay trong hơn 6 giờ và hoạt động vào ban đêm nhờ các cảm biến hồng ngoại. Loại máy bay không người lái mới được thiết kế với chi phí thấp hơn. Theo chính quyền Biden, Phoenix Ghost sẽ dễ dàng để binh lính Ukraine bắt đầu sử dụng ngay lập tức. Không có thông số kỹ thuật hoặc chi tiết về chiếc máy bay mới đã được công bố, chính phủ Hoa Kỳ vẫn giữ kín về khả năng của vũ khí,
có khả năng đem lại cho Ukraine càng nhiều lợi thế chiến thuật trước người Nga càng tốt. Gần đây, Mỹ có động thái cho thấy họ có thể gửi cho Ukraine một loại chiến đấu cơ có sức mạnh đáng ngờm, đó là A-10 Thunderbolt 2. Máy bay A-10 có biệt danh là lợn lòi nhờ vẻ ngoài hung tợn đặc trưng với những chiếc răng nhọn hoắt ở phần đầu máy bay. Các tường kích này được đưa vào biên chế lần đầu tiên vào năm 1977, với đặc điểm nhận dạng là một khẩu pháo GAU-8 Avenger 30mm. Có tốc độ bắn lên tới 3.500 viên trên phút. Chiến đấu cơ này được sản xuất bởi Fairchild Republic, hoạt động tốt nhất ở độ cao 300-2.500m. khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất và yểm trợ bộ binh từ trên không. Lợn lòi có trọng lượng 12.000kg và có thể mang theo tới 13.000kg bom đạn các loại. Các loại vũ khí nổi bật trên A-10 có thể kể tới tên lửa không đối đất AGM Maverick hay hỏa tiễn tầm nhiệt Sidewinder. A-10 được mệnh danh là sát thủ diệt tăng và đã được sử dụng trong nhiều chiến dịch quân sự tại Iraq, Afghanistan. Dù không thực sự nhanh nhẹn, nhưng lợn lòi lại có khả năng chịu đòn rất tốt, với lớp vỏ bọc titan dày 12.7-38.1mm. Cường kích này có thể chống được đạn phòng không 23 ly. Đáng chú ý, đây cũng là chiến đấu cơ thế hệ cũ duy nhất được không quân Mỹ kéo dài thời gian hoạt động, ít nhất đến năm 2022. Điểm trừ lớn nhất của A-10 là chi phí duy trì hoạt động lên đến 20.000 đô la Mỹ trên giờ. Con số quá cao cho một máy bay chiến đấu đã gần 50 tuổi. Theo tờ Insider, hồi tháng 2, không quân Mỹ đã thực hiện cuộc thử nghiệm lần đầu tiên tại trường huấn luyện và thử nghiệm Nevada. Trong đó, các cặp A-10C đã bắn những loạt đạn xuyên giáp chống lại các xe tăng chiến đấu chủ lực được bọc lớp giáp phản ứng nổ ERA, một lớp bảo vệ dành cho các loại xe bọc thép hiện đại, nhằm làm giảm thiệt hại từ những loạt đạn bắn tới. Sau khi thử nghiệm, các nhà phân tích đã kiểm tra video, ảnh và xe tăng mục tiêu để xác định thiệt hại do chiếc lợn lòi gây ra, và họ xác định rằng phương tiện này đã bị vô hiệu hóa. Không quân Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm đã chứng minh rằng các phương tiện bọc thép hiện đại được trang bị giáp phản ứng nổ rất dễ bị tổn thương trước khẩu pháo điện của A-10C Thunderbolt 2. Tuy nhiên, trước việc Mỹ xem xét viện trợ cường kích A-10 Thunderbolt 2, Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng những máy bay này quá chậm chạp,
không quân nước này cần các loại tiêm kích nhanh nhẹn và linh hoạt như F-16. Trả lời phỏng vấn tạp chí Air Force, Yuri Sark, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, nước này đang thực sự cần các máy bay chiến đấu tiêu chuẩn của phương Tây, mặc dù A-10 là một cỗ máy chiến đấu tầm gần và có khả năng hỗ trợ bộ binh rất tốt, nhưng chúng lại không phù hợp với tình hình hiện tại. Ông Sark nói, nhìn vào diễn biến các cuộc giao tranh trên bầu trời vừa qua, không quân Ukraine đang thực sự cần những tiêm kích có vận tốc cao và khả năng tác chiến linh hoạt. F-16 là lựa chọn tối ưu nhất. Về phần lợn lòi, tiêm kích này quá lù đù và chậm chạp. Dù sở hữu hỏa lực mạnh nhưng lại rất dễ bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không của Nga. Hơn nữa, những gì mà A-10 có thể làm thì những chiếc Su-25 cũng có thể. Khi cả Nga và Ukraine đang dồn quân cho những trận chiến quan trọng ở Kherson, thì liệu những vũ khí của Mỹ phát huy tác dụng đến mức độ nào? Liệu có thể giúp Kiev xoay chuyển cục diện chiến trường hay không? Chúng ta vẫn cần chờ xem. Và đến đây, chương trình cũng xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy đăng ký và bật thông báo để đón xem những video mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!